Xin chào các bạn nha. Bữa nay hai anh em tiếp tục làm trò các bạn ơi. Anh em lọt dán, giờ có dán anh em. Anh em bữa nay lọt. Dán lọt đi cho xong. Xong làm lâu chậm chạp có trời làm trò này đâu. Tháng mấy rồi. Khép qua khép lại sao nó khó ăn quá các bạn ơi. Nhìn vậy mà khó. Mình tính cho kỹ chứ không kỹ thì sợ lát nữa cắt mấy cái dán này ra là nó dụng hết luôn à. Dán tấm cục tấm dài giờ đo coi nó theo thước tách của nó cục thì cái dài cái cục rồi hai cái vừa vừa đi chung để đo cho kỹ cái sắp qua sắp lại nãy giờ mà chưa tính ra à. Cái cây này không xài thì đem chỗ nào để cái giờ qua giờ lại biết cái này cho lú ra đó ba tắc chứ đầu ra ba tắc giờ anh khỏi đo đi anh bảo trước cho tôi 28 thì tôi đóng hai cái tám giữa ba cái cọc có vô làm chuẩn đi rồi bắt đầu từ đó rồi đóng ra đóng 28 làm chuẩn thì lát nữa cái đó đo hoặc nhỏ bự thì trở đầu sao đóng tấm nào trở đầu tấm đó anh bào 28 sát đó đi đóng 28 đó làm chuẩn đi chờ lát nữa đóng cứ 28 đo thước 28 đo đo hả cái đầu nào nhỏ thì mình này quay đầu bự lại ừ bào 28 mới đi cái bào ra bào đi dàn gôn nha lọng các bạn lọng cái này cái này lọng nhau ôm cái cây cột lọng xong nhau ôm cỡ lên trên là ông hay lắm à. Giờ dạt lại chỗ này này nè vô cắt cái chỗ này bớt cắt hai đầu đó là vậy là được quá chuyên nghiệp đâu bố tờ vô đây
chưa? Rồi, xin rít. Quá đẹp. Rồi, bạn coi ánh lộng. Giống thợ lên chú. Ôm dữ chứ. Em Suy ơi. Ờ, nó lập dáng. Đường nào xanh? Trời, không đi đường chiếu bao sáng nè. Ờ. Ờ thì cũng được, thì đi ấy đi, chừng nào tới trọng thì điện tôi. Rồi rồi rồi. Nằm lót được nhiêu đây rồi nè các bạn. Từ sáng cho luôn, không có nghỉ trưa luôn. Mà được có nhiêu đây nè. Lắc ra lắc nhắc á. Nó lâu là có lâu mấy cái bo mấy cái cột rồi nè. Bo vòng tròn mấy cái cột này. Với lại cắt mấy ngàm mấy chỗ mấy cái cây này trụ rồi nè. Bạn lâu. Có cái này cắt hơi bị hở, không đẹp luôn. Cái này nè. Còn mấy cái này thì được, vừa. Anh chát hết á. Anh mèo anh về rồi. Giờ còn có mình làm à. 4 giờ rồi. Cái này ráng làm từ tấu luôn. Để dán ba dán mà dằn này mà thà mình dán mà đằng này mà mình rã ra mình để lâu á. Cái nó bị dỉnh nứt hay đâu dảnh lên đóng không được nè, tét tét mấy cái này như tấm dáng này tét rồi nè, vậy là bỏ luôn rồi chứ đâu có làm gì được nữa. Giờ thì mình thêm mỗi một khoảng cách một cây ngang vậy nữa nè các bạn, thêm mỗi khoảng cách một cây ngang nữa. Thêm thằng này ta dài lên trên đó nữa. Nãy mình đóng mình chưa đóng cây ngang vô. Tại vì có 1-2-8 đóng cây ngang vô á, rồi đinh nó không có chịu đâu được. Cho mình đóng mà ngang được một thước mấy ra. Cái hồi nãy mình đóng một đầu bên đây trước. Nè, một đầu bên đây hai cái đinh này trước. Cái chuyện qua mình đóng hai cây bên đây. Cái nó giữ cái cây đó lại. Cái nhà mình đóng dài 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 qua đây như nè. Nhắc lắc nhắc thì chứ lâu lắm rồi. Không phải mau đâu. Cứng như lắm, phải khoan màu kìa, phải đóng đinh xuống được chứ không công đâu. Máy quay đó đóng chắc riêng, đóng chắc nhìn rất rất riêng.
chạy bên đây. Mình đo 5 tấc của mình. Mình khoan bắt cái dơ giữa. Canh 5 tấc khoảng giữa rồi, giờ mình lấy cây mình đọt vô. Đọt vô dưới nè. Xong rồi.
dáng này nó bị thấp. Thôi. Rồi. Gãy luôn rồi. Chết rồi. Quả tới gãy một khoan rồi. Ba còn còn cũng đi khoan nữa. Nhưng lên đánh được lâu ba thế này. Ba đó. Mình coi thì coi. Rồi mình đóng được như đây rồi nè. Từ sáng tới giờ, giờ 7 giờ mấy rồi. Chưa xong, bữa nay ráng làm. Ngày mai một ngày nữa cho xong. Tối thôi chưa về mẹ mình có xuống nữa. Phụ. Để đó đi Kinh. Bữa nay ăn cũng đủ với trời luôn các bạn ơi. Giờ có 8 tính giờ rồi. Bữa nay bữa nay ở 24 giờ rồi đây. Bỏ cô bỏ nước luôn. Ủa cái một khoang không bỏ đâu rồi. Hay. Ráng cái được nữa đi, ngày mai làm nữa đi. Bây giờ không như đây mới được nữa, còn đây còn vòng vòng. Hôm nay giỏi đâu, không nổ. Còn tiền đi đấy hiểm. Hết nhà chúng ta luôn. Thank you.
cái thông này lên lại rồi. Cái mẹ đứng này cho đóng vào chỗ đó đó, cái tấm này nữa là hết. Thank you.
Giờ thì mình cắt cái ngàm này nha các bạn ơi. Mình cắt cái ngàm này tầm cái này lại luôn. Rút lại rút cái này.
cho mình. Thôi giờ dọn dẹp về các bạn ơi. Mấy giờ rồi em? Chín giờ rồi các bạn ơi. Thôi giờ về. Thôi clip của mình cũng dừng đây luôn nha các bạn. Bye các bạn nha.